Xin kính thưa quý vị, giờ thanh tịnh, mong cùng quý vị bình đẳng tay chân vào xuống và tâm mình đừng đánh rơi lời của Đức Ngài đã uyển chuyển. Và cái giờ mà mình tiếp được á, cũng như là mình mở cái chìa khóa, mở cái công tắc để mình nhận điện, thì điện mình đã gài hết rồi, mình mở ra nó không có chạm mà nó không có khắc chỗ nào hết, nó đã thông, nó sáng rồi. Như thế thì chúng ta đừng để chập điện. Và trong người của quý vị đó, điện cầu thế, điện ba khoa, điện từ, điện tất cả, điện hết rồi, điện người của quý vị nó, quý vị có biết không? Nếu anh em chúng ta đêm nay giờ này ngồi ở đây mà nếu không có quà, không khí trời thì điện nó chập cho coi, người này liếc qua, người kia liếc là ghét, ghét. Rồi tôi không đồng ý chị đó ngồi gần tôi, sao không đồng ý? Chỉ là chị, con người, anh em với nhau mà, chị em với nhau mà. Xui chiều thì mát cái máy, chèo nó mau quá quý vị. Xin cứ tới tất cả các bậc chị trong phái Vũ Sơn Kỳ Hương cùng đọc Phật giáo. Hôm nay mùa Du Lan báo hiếu, mình đem cái si tích của Mục Kiền Liên để mình viết ra đây nhiều bài để gửi đi khắp tất cả bốn biển năm châu, anh em của mình đó. Nè, cắt ra máu, nước mắt, mặn. Bộ não này là đài đa đa đó quý vị. Quay, ngoan là quay đều hết đó quý vị. Thấy hết, nghe hết, thâu hết. Còn mình không quay được thì không nói cái tiếng đỏ quá nữa nha. Là mình mờ đó, mình không có điều khiển được. Bây giờ nội thân của mình có một ngày, chỉ có một ngày. Phần 2 chúng ta bắt đầu trao đổi để viết ra bài để gửi đi anh em của mình. Mình ngồi đây, mình thương xót anh em của chúng ta đang ở ngoài kia chết ngộp, đang ở chỗ này bị xe lật, xe đụng, ở tù đó. Rồi ở ngoài kia họ bị mưa gào gió thét, nước lũ, lỡ đất, lỡ đồ, đầu cổ, mùn mẩy, ăn uống không được. Ở đây mà mình còn biết như vậy đó thì mình biết cũng quá gần. Còn Đức Phật biết ngàn trùng kiếp nữa kìa, khắp toàn cầu hết. Đạo mà không học, và tới thầy con học kinh của Đức Thầy Đệ, rồi phải học đạo, rồi phải ướp, ướp con cá này bằng cái gì cho nó thơm ngon. Nhà hàng này ta ướp cái đó, ta bán sao cái mùi vị đó ngon quá, ta lợi đồng. Nhà hàng mình ế vì mình thiếu chất. Mình phải theo dõi để học, có nghĩa là mình phải theo dõi học đạo, học anh em của mình. Đừng mê tín nữa, không gặp thầy nha. Chấm dứt kể từ đây. Đừng cuồng tín, không gặp thầy, đừng gặp thầy nói đạo nha. Múa rìu qua mắt thợ mà gặp thầy rồi lẳng lặng. Tìm sâu theo dấu chân. Thầy ở tại đâu? Tại Thất Sơn. Nói gì vậy hả? Thầy cứ nói bảo là trò chớ thua hơn. Không nên như thế. Thì lúc nào cũng có các vị yểm trợ thì mình đâu có thấy. Nếu mình thấy được là mình bậc toàn năng toàn giác rồi. Nhưng toàn năng toàn giác họ cũng không thấy. Họ thấy với cái mức độ của họ, họ muốn thấy là thấy. Chứ không thấy hết bao la này đâu. Còn mình muốn nói gì, đừng có nói tầm nháp. Chuyện gì mình nói thì mình cứ nói, đâu ai cho, ai cấm mình. Nên mình nói bậy, mình nói không đúng, nó hao thần, tổn khí. Cái khí tiết của mình đây thì chỉ cho nha. Tinh khí thần nó nằm ở đây. Tinh khí thần nè. Tâm là gốc, ốc là ngọn. Chính giữa này mình bỏ phân phối cái gốc đã vậy. Thì bây giờ chúng ta là một con người, mình quý mình đi quý vị. Anh em, anh em đồng đạo trong phái nào cũng là một phái. Phái có nghĩa là Đức Phật Trời đã phái mình đi, cũng cha mẹ này. Này phái là thủ trưởng phái lính nó đi ra đó, đó công tác chỗ đó, đó. Chứ đâu có gì đâu, đâu có gì đâu. Phái đi, nhưng mà phái đi lộn xộn, phải để A, phải đoàn A, B, lữ đoàn này, lữ đoàn kia vậy. Cho nó biết rằng lữ đoàn này là lữ đoàn gì. Còn mình tu phải biết Phật giáo trong tôn giáo nào, rồi mình đi phân biệt. Mình đi phân biệt, dạ thưa, phân biệt nghèo, giàu,
đạo ăn chay ăn mặn, ăn mặn cũng được không sao hết em. Vì trong khi mình ăn mà không ăn, mình uống mà không uống, mình sống ở đây mà không ở đây, mình phải đánh đổ mình vậy mới được đó. Mình là một tiến sĩ hào hùng, có nghĩa là như thế để mình mới thắng được. Còn mình nghe rồi đó, lỗ tai này đó, cái mình nghe mình chứa vậy, không phải vậy. Mình phải tiếp thu vô cái hồ nước tịnh của mình đó quý vị. Nghe, nghe trong cái pháp giới mà cái đoạn này sống có một ngày mà chúng ta sẽ kiếp kiếp mau mau để trễ rồi. Chiến đò kỳ chót bớ dân ơi, ông không ngồi nữa đâu mà đợi. Tại vì dân chúng quá bát bôi, không có đợi. Như thế. Cũng như mình đợi thời gian để hưởng cái này, hưởng kia, không được đâu. Vô thường kết án mau lắm. Đấy vậy. Nhưng mà buổi trưa gió thì hơi chậm chậm, mà buổi chiều rồi đó nó có tốc lực của thần dân bảo gió, hay là hướng nó đưa đi mau lắm. Chiều chuyển mưa rồi nha, mình phải lấy đồ lẹ vô. Còn buổi trưa nó chuyển cái chỗ này chuyển chỗ kia, nó đốm đốm vậy chứ không kết thúc. Mà buổi chiều tập trung lại kết thúc, có nghĩa là hiện giờ này mình bị tập trung hết tất cả những lữ đoàn sâu nặng nhất là binh trời tướng đất đó quý vị, để tiêu diệt chúng sanh bất cứ chỗ nào. Thấy ghê hơn, có một ngày thôi mà nếu mình không bình chuẩn tại đó nè, bánh xe của Thượng Đế bây giờ là chiếc tàu vũ trụ đang quay cán. Quý vị tưởng ở nhà quý vị ngon lắm sao? Đi làm về này cái ăn cơm được thì chúng thầy dạy cư sĩ thầy gia, nhưng chúng ta phải có một cái tách rời ra. Ta là ai? Ai là ta? Tổ nói kìa, ta là Phật, Phật là ta. Ta có từ bao giờ? Từ ta có bao giờ? Mình hỏi đang đó vậy. Thì mình đang theo một nỗi niềm đau khổ nhất ở trong lòng của mình. Ở đâu nó có? Nó có nguyên nhân. Nè, nè, mình có pháp nhân, mình có hạt nhân, mình có nguyên nhân, mình có pháp nhân nè. Tại sao mình không đem ra mình xử lý? Để mình đổ thừa người này không cho tu, người kia cản, không ai cản được. Đức Phật nói ta cắt không đứt, bức không rời, thiêu đốt không cháy. Đó, thấy không? Ấn không? Đó là cái sự duy trì của người đạo sĩ ở tại gia, cương quyết thành Phật để thành Phật. Tại vì mình có cương quyết. Nửa Phật, nửa ma, bên này quỷ, bên kia yêu yêu quái. Thì làm sao đây? À, một khúc thịt này nào mà để cho hai con kiến chúa vàng tha thôi. Cái này nó bu, thì con kiến này nó bỏ nó đi rồi, nó bu nó rinh cái đầu, nó bỏ khúc đuôi, nó rinh nó lôi đó. Cái gì nghĩ đi. Thì bây giờ thì muốn nói hết, rọc hết cho sạch sẽ để đem lợi ích cho nhân quần, cho chúng sanh bá tánh. Một cái nguồn tin cuối cùng là chỉ sống một ngày thôi. Ngày là ngày qua, quý vị 70 tuổi rồi, 50 tuổi rồi, 30 tuổi sống ở trên chỗ này không có lè mắt sao? Nghe không nó có người điếc nữa nè, thầy điếc trước nè. À nha, rồi mắt mờ không? Ngó riết nó mờ. Bây giờ mình không ngó mắt ngoài nữa, ngu gì. Nó đang mờ, mình đang trị bệnh, dạ thưa thầy con đi mổ rồi, hơi kệ, không có mổ. Thầy không ai mổ mắt thì được. Nha, mình phải dòm có mắt trong, còn mắt ngoài mình để nghỉ đi, cái này không có đâu. Đi lên xe dòm tứ tung quanh tạng, đi lại nhà bạn dòm hủ nước mắm nước tương ngoài bò trâu dê đừng về học cái đó, học cái đó nó ở ngoài trên này giữ cái đó hả? Mình tạo điều kiện, mình trồng rau, trồng cải, trồng lúa, trồng bắp, trồng tất cả những món ăn nào mà nó sẽ thực tế nhẹ nhàng liền mà mình dám cầm nó mình cắn ăn. Con bò đâu dám cầm cắn ăn, con heo, con trâu, con này con kia đó mình đâu có. Mà mình phải cắt cái cổ nó là mình nắm nó mới được. Con cọng rau Phật nói là cũng sắc sanh á, nhưng A Di Đà Phật con xin. Đấy rồi đó. Hái rau mà hái rau về pháp giới tu đó, cái cây cải xà lách này đi ra hái cái gốc trước, hái mấy cái lá úa ăn đi, ăn rồi cho nó cây nó nở lên cái đọt rồi ăn tới, chứ không phải cây nó đang lên xum xệ bứt ngang hái lãi lá để dục hết. Mình phủ phàng từ loài người dặn vật cây cỏ thảo mộc trên quả địa cầu này, chụp hình học hết rồi đó. Chúng ta ráng mà tiếp thu, chứ không phải ngày xưa
triệu tập tất cả quý vị lên đây ăn chè, cúng hà hề, tụng kinh, phải thâm nhập kinh tạng, phải liên quan mật thiết với Phật, với tiên, với thần thánh. Bây giờ mấy con là nam hết ra phải liên quan với thần. Thần rừng ơi, có kìa. Ông ơi, cái mình ơi. Thần núi ơi, có kìa. Thần gió ơi, có kìa. Thần dông ơi, có kìa. Ừ, nói vậy đó. Rồi mình hỏi mình, thần người ơi, đây, ta đây, tại sao mày làm không trung, không liêm chính, không đỡ gánh cho cái bài này một chút, không bưng cho cứ đứa em kia, không tiếp cho nó bệnh đau hay là cái gì đó trong gia đình mình. Không có trong gia đình mình cũng là chúng sanh, cha mẹ cũng chúng sanh, con cái chúng sanh, vợ cũng chúng sanh, cháu chích chắc bỏ, đi lại chùa cúng à, nha. Không phải hôm nay mà thầy muốn tắt bạch ra những câu để đỏ thế, không phải, đó là bình luận chưa dám kết luận. Có nhiều cái ngược đãi mà Đức Phật ngài đưa cho quý vị qua cái mái nhà xui dí, xui về Đức Phật không chịu. Đứa cháu mình nó chở mình đi chùa, nó chở xe Honda nha, xăng nó đổ nha, ra móc nữa cho con 200 nè, đổ xăng còn 100 ghé ăn hủ tiếu đi. Thôi bà ngoại, bà nội để đi chùa đi, đi lợi cúng có rồi con, phần đó có rồi, phần này của con, nếu con không đưa bà nội ra tới đây, bà nội đâu có đi chùa được. Nè, ăn đi. Sau này nó bà nội con xử lý đúng, đi chùa cho con tiền ăn uống rồi bà nội con mới bước chân đi, xử lý đi. Đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đó, cư sĩ tại gia. Không phải nói cư sĩ tại gia cái mình làm, mình tới chỗ này tùm lum tà la, học nuôi heo, nuôi bò, nuôi cá, nuôi hến, nuôi tất cả được, nuôi hết. Nhưng tùy, cư sĩ tại gia mà, mình hồi xưa nay mình nuôi vịt 1.000, giờ nuôi 500 thôi. Trong 500 đó cái mình thu từ từ, cái mình tạo điều kiện ra. Khi mà tạo điều kiện ra đó, nó khó, nó chịu khổ một thời gian, tại vì mình ngưng, mình không còn nuôi nữa, thì mình tạo cái khác. Mà tạo cái khác thì cái khác đó nó lâu quá, nó mới hưởng được. Ừ, thì tất nhiên phải chịu rồi đó. Cô bán thịt này, cô quen mối quen mang rồi, mà cô trở lại bán trái cây thì cô phải chịu một cái thời gian hy sinh. Phật ơi, con không cần đâu. Ngày nay Phật chỉ cho con, con thay đổi liền. Dù bữa nay lời có 3.000 mà thịt có lời tới 300 lần cũng kệ. Thời gian trôi qua cái nó quen. Mà chư vị Bồ Tát ở gần mình, chư thiên thấy vậy, tội nghiệp quá ha. Vậy là phần hy sinh lớn của cái người này. Thôi, ta sẽ giúp nó. Người khác lần mua trái cây khoảng 3 năm 3 tháng thì quần trở lại như cũ. Còn mình muốn dọc tốc bất đạt, chưa tu muốn thành Phật, không ăn cơm mà no gì, không nấu mà sao chín, không làm sao hưởng. Đây hôm nay thầy sẽ nói cái phần này là chỉ sống một ngày. Một ngày đó mình định gì? Mình định tu. Tu ở đâu? Tu ở đây. Ai là người cố vấn? Ai là người chủ tải? Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Phật Thầy, Sư Tổ Đạt Ma, Đức Huệ Năng, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Còn ông A Di Đà này đó, ổng có trách nhiệm là khai sáng ở nước Tây Phương. Ổng đi thành lập công ty này, công ty kia, công ty nọ. Mình được về Tây Phương, ổng bay qua, ổng chứng minh cho mình á. Đó, ổng chứng minh cho mình là được về Tây Phương, có ao sen báo nè. Đó, để ổng thành lập cho mình rồi ổng bay đi về chỗ ổng. Thấy không? Nói như vậy đó, ổng không có phụ trách bằng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ổng không có phụ trách mấy vị này về rồi. Hội lại mười phương, hội là bao nhiêu phương đó, để chuẩn cho xuống cái thời kỳ mạt này. Nhờ ai? Nhờ cái đứa chăn bò rách rưới mang cái bình toan vậy nè, đi đặt mình cách mạng nhờ đó quý vị. Nó vô nó đuổi con bò, nó ngồi tưởng đâu nó uống nước ai vậy, nó đặt mình đi mò rồi đó. Mấy giờ canh là nổ. Đứa chăn bò đó là mang độc chiêu đó quý vị. Ngày nay Đức Quỳnh Giáo Chủ mang, ông thầy mang trên nó cử xuống, xứ xuống, thầy mang nè. Thầy gánh về chai lông dịch, lợi mua, làm bộ môi môi cái chậu kiển á, hay là môi môi chợ ở đây có sắt đồ để cho tôi môi lượm chút rồi bà cần chung nha. Nhưng mà trong đó nó đã gài rồi. Quý vị có nghe kỹ không? Đó, như thế thì thầy xuống đây, thầy nói cho quý vị nghe, đó là gài rồi đó quý vị. Đặng mình
rơi đề thi cho mình những ngày thi cử, mà thi cử đang bắt đầu, quý vị làm gì đây? Đang học thi, ăn nhiều, phí phạm, đem tiền quăng dục, đi mua đồ của nước này nước kia nước nọ đem về chưng, còn nước A Di Đà Cực Lạc không mua cái món đó để chưng. Mà món đó đâu có phải đi lợi đặt ông Di Đà, đặt Bồ Tát, cao thì cao. Phật tử ơi, bây giờ cô Phật tử, cô Ngọc này nè, đại diện cho sư nha, về kính khuyên đặng ngày mấy tháng mấy đó, bức tượng đó nó là nửa tỷ bạc, nó cao 40 mấy mét, tưởng là Phật Bồ Tát đó cao quá. Trả lời: dạ thưa sư, con không lạnh, vì Bồ Tát ở trong con nè, sự cao cả của con đang học pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm, con không lạnh cái này, dám không? Dám nói là dám thành Phật đó quý vị. Con không lạnh, vì con biết người ta, người có tiền, người không tiền, mà người đi quyên góp là con chịu trách nhiệm. Mà Bồ Tát nào mà đi khuyên dựng Bồ Tát, con có Bồ Tát rồi, đi về à? Thấy không? Ngon không? Là ai dám nói đó, đạo Phật giáo hoàng hậu. Nó có một cái đại hùng, đại lực mới đại từ bi. Còn siêu siêu đó quý vị, bị nó đốt lên hết. Không nên. Quý vị lại mua rau cải hay là mua món đồ gì mà nó úa, nó xào, nó héo, có thấy không? Không. Con người mình á, coi vậy chứ nhìn cái chỗ này nè, tinh khí thần à, trổ lên, héo xào, nhìn thấy không có cái điển quang. Ví dụ vậy, còn nhìn thấy đẹp hết sức không? Không phải ở không trắng mà đẹp đâu, trắng mà trắng tát nha. Ở đó, còn trắng cái gì nữa nè nha, chứ không phải một cái màu đâu. Cái mặt của mình nó thay đổi gì? Ở đây là gốc mà, ốc là ngọn, nó trổ lên. Hồi cái cây còn nhỏ nó trổ khác, cái cây lớn nó trổ khác, cây già nó trổ khác, cây gần tàn nó trổ khác. Nhìn đi, phải tu mình mới được nha, chứ không có để mà ấp ủ thì quý vị đã thua, ráng chịu. Làm việc gì hy sinh, ráng cố gắng, còn có mức đường nữa hả? Nói không thành tựu đâu. Thầy nói cho quý vị nghe, quý vị thành tựu, thầy nói cho quý vị phải chuẩn mình lại để nghe, để thành tựu, để tiếp thu là học đó. Rồi sau này quý vị tới cái ngày tân dân mà sống đời Di Lạc, rồi ai cũng đầy phước, đầy ân đức, độ quá chừng, mặt mày cây cối khôi ngô, đi chơi không mà đi gặp cái rồi ôm nhau, dịn nhau, cúi đầu nhau, thương mến vô cùng, nó mất đi cái trược khí đó, không còn ganh ghét nữa. Thấy không? Đi tới đâu là thương mến vô cùng. Rồi lợi cái nhà cái chị kia, trái cây chín đó, ra hải cái ăn vô, chị này lợi nhà mình ăn. Đó, thấy đó, đó, thấy cái cuộc đời của Đức Di Lặc tân dân này, hạ quân này sẽ hết, thượng quân sắp tới. Đời mạt này sắp tàn rồi, tới đời không có mạt nữa nha. Mạt pháp, mạt kiếp, mạt tận qua nó mới khề. Thì mạt là mình dãy bỏ nha, bỏ hết tất cả những cái nguồn đất này, mình phải thay đổi đất phèn chua, mình phải khử bằng cái gì nha. Rồi mình phải làm sao, mình trồng xuống thì hoa đạm nó sẽ nở hết đó. Còn giờ sự ước mơ trời ơi, vẽ cái giả không có đâu, phải cái thiệt. Mình là một đống hoa nè, khi không mình chạy lên chùa mình đứng đó mà không có cái áo nữa, nó rách ra. Đứng thanh tịnh cúng dâng cho Phật, hỏi chú ở đâu mà chú lại đây, và thưa ngài cho con xin cúng Phật. Cúng Phật không thấy chú có gì hết, trong người của con đang nung nấu cái bếp của con đang nung nấu một món ăn tinh thần đáng cho Phật chấm cho con, để cho con đứng đây con xin, đây con sẽ cúng dâng mười phương chư Phật xác thịt của con. Trong này con có lò, con sẽ nung nấu một món ăn đặc biệt. Món ăn đó không ai sờ tay vô mà dơ cái giò nấu. Học đi. Thấy không? Món ăn đó mình về mình nung nấu đi. À, đó. Rồi mình đứng đó nha. Rồi mình chỉ chắp tay vậy nè. Mình xá cốt tướng xi măng. Đó. Xá cái hình của cha mẹ mình vậy thôi. Chứ cha mẹ mình đã rụt xương quá giảng. Mà hồn linh đang cầm ngục ở đâu? Đó, vô chùa thầy thấy lại dài, ra ngoài như thể cái chài chở heo, nó không có gì đó. Nó như thế
Dạ, con đi chùa quá chừng, không có đi đâu. Chùa ở bản thân mình nè, chùa này không có dơ nè, chùa này rất sạch nè, không có cái ai bưng nhiều cái dọn nhau. Trời, chị này chị mua hoa đẹp quá, trái cây rồi nè, nó thấy không, còn nguyên nè. Nếu mà Phật ăn rồi đó, tất cả quý vị không dám cúng đâu. Cho nên Phật thì tu, Phật cũng quán món này các vị đem cúng thì Phật có nói rằng ta không ăn cái này, ta bỏ lâu rồi đó. Nghe phin, nghe băng triết hát phải hiểu, nghe trong kinh sám pháp hoa phải hiểu từng một câu. Rỗi rảnh đó ngồi xe vậy chơi đó. Rồi con ma đó đó nó làm cho biến mất, không có về thầy về núi, không có tu gì được hết đó. Vì mình bị năm con ma đó ngủ với cấm của Phật, mình bác bôi đi thì mình làm bậy. Trong này nè có đâu có đi bị quấn bậy, thấy chưa quý vị, thấy chưa, nó ngã ngủ nó lôi mình. Nhưng mà có khi mình cũng muốn muốn đi nha, vì nó lôi mạnh quá, nhưng mà bây giờ mình không cho muốn nữa nha. Không, bữa nay mình có 20, bà già này nghèo lắm, bà có 20, bà nhờ con nha. Được, bà cứ nhiêu 20 cũng được, nhiêu cũng được hết, con làm là làm. Đằng kia kêu 100.000, bà ơi để mai mốt nha, con lời 100.000 đó về hút thuốc nè, gói mắt nè, ăn nhiều nè, rồi làm này kia nọ thì nó cũng không còn được 20. Còn vừa lại làm giúp cho bà già này, có phải bậc trung thần quý vị không, giúp có 20.000 bạc về cái mình biết bỏ đâu đó. Anh bỏ lọt cái áo sơ mi đồ, hai mấy cái áo lạnh đồ đó. Sau này mình đi đường á, đói bụng quá mò mò tưởng mấy giấy, ai dẹp được 20.000 của cái bà già đó lấy ra ăn được tô phở, thấy không? Nó thấy chưa, kết thúc là như vậy, tuy ít mà nhiều, nó sẽ có gắn liền với mình đó quý vị, chứ không phải là mình học đạo đây là mình bôi xóa. Học đạo để thành đạo để noi theo thầy con mới vào được trong trăng. Học liên bang phải chịu khó khăn hòa nhập đạo hơn bằng vàng ức triệu. Học không được đó, thất bại bổn bài mình cam chịu, chớ trống đánh tại hội trường rồi ai níu mình vô. Về đi đừng có trầm trồ, thầy phân hai đoạn con vô thi thi đạo đức nè, thi sự bất ngờ mình không có biết. Mình đạo sĩ cư sĩ tại gia rồi, mình phải tu việc phàm phu. Hằng ngày văn văn tiếng tu trong ta ráng nhận rồi cần cù, nghe chưa? Trong tâm tánh không có mây mưa gió tạt, mà biết tu trong rồi không có nộ nạt mỗi ai. Hãy nói miệng ra là quả nghiệp ta dai, mà nói mãi mãi thì tội như kênh đài non núi. Câm miệng lại thiền tu trong bụi, để nhỏ nhẹ nghe trò như lần chuỗi bao châu. Về đi Tây Tịnh canh thâu, bài ra câu nói trò sống lâu coi đời sống được chứ. Tại mình không muốn sống, còn được còn tại mình không muốn làm sao. Mình đi mình té vào nơi ao, đó là mình không để ý, mình nhào nghe chưa. Chứ mình nghĩ rồi đó, mình trốn bão tránh mưa, dụng bùng mình xa nó thì nó đâu bừa. Mình con phải cố gắng làm tròn phận sự ở tại nhà mình cũng vậy, hay là mình có chức bự chức to thì chữ tu hành mình lãnh hội phải ráng lo. Thần trung trực trời ban cho phép đào, đêm thanh tịnh núi rừng này con vào, ngồi phăng phắc nghe thầy rồi tu đạo nghe không. Mình tu đừng có bôn chôn, gìn mau bớ trẻ giữ hồn. Từ đây nhớ Thượng Đế đã chuyển xây hoàng vụ, Ngài là lật đổ rồi cái cũ không còn,
kêu bá gia tất cả bà con đây rồi rớt từ non xuống biển. Đêm thanh tịnh thì ngồi cầu nguyện, giang dở giữa Phật trời rồi sức hiện hộ dân. Hộ người bục sử chuyên cần, nôm na tu đạo rồi thanh bằng kể chí. Hộ những người phương phí hùng lực, biết hy sinh biết cực khổ để nói. Hộ những người biết giống biết nòi, đừng có móc có môi mang tội. Hộ những bậc không lên triều nổi, họ ở tại non tầng nhãn rỗi tu chân. Hộ người biết thảo biết ơn, biết công cha mẹ còn hơn ngọc. Hộ những bậc tại gia cư sĩ, tối như ngày họ tu kỵ quá nhiều. Hãy mở miệng ra là nói tiếng biết điều, còn ăn giữ ở ít nhiều gì xóa bò. Ở tại gia không sốt chuông chiều mò, nhưng tâm tánh của đạo thần rồi biết rõ chuyện chân như. Tại gia đạo chẳng hoài hư, lúc nào cũng bấm máy đại từ đại bi. Ở tại gia cũng như mình đi xuất xứ, mình ngồi một chỗ nè trò mà mình có cái hồ nước tứ trong thân. Ma ha Bồ Tát quá gần, tại mình đem nước độc tứ trong thân của mình dẹp bỏ hết đi, để thầy đứa con đến sân trình thi cử. Tớ đó rồi đã, ai đã xử tội cho mình xử mình. Có ai được cầu xin, mình biết tội rồi mình tự tình chịu chết. Đừng lắc mờ rồi lá rồi đất, kể bây giờ này mình hết được hay chưa. Vậy đi sớm muối chiều dưa, nếu con thần đạo thầy đưa con về. Phải cố gắng xả mê về đạo, cố tu hành để lục lão ở bên trong. Nhà của ta quý báu hơn vàng dòng, có phướng đỏ cột rồng bằng tâm thanh tình. Đừng có mê ở ngoài nha. Son vàng mình phải dính, mai mốt rớt hết rồi mình tính lại hay sao. Về đi sống búa ba đào, sống kia kệ sống rồi đạo thời kệ nha. Mình yên tâm để tu tịnh để nghe, một mai mình có chết không e nguy nan. Cái thân thể của vị chết là loại kim vàng, nó đâu có mất, nó còn hình tàn cao hơn. Ở đây là chỗ thất sơn, đồi cao thanh vắng, thầy coi hương ngọc ngà, không nói gần mà chẳng nói xa. Nói cho thần núi nghe nè, thần đá nghe nè, lệ xa chảy dài. Nói đây bình tĩnh cho ai, nói để quý vị một ngày còn nguyên phải sống sót. Nếu trời đất chinh nghiêng thì phận, còn mình trong này mình không có lập trận côn đồ. Tại mình rồi ma quỷ mới xô, mình vững chắc thì côn đồ nào báo qua. Nghe thì đi đạo đừng nhân cá, đừng thù hiềm cứ cao cá mình đi. Sống ngày tớ rất hiểm nguy, sống đâu có được, mình kiên trì ở đây. Phải cố gắng nha, sửa xây cho gấp. Nè, đá núi rừng nó còn gập, rập sập nó tuôn. Huống chi người da thịt nè, mắt mũi nè, tay chân đầu cổ sao không buồn. Một ngày sống thì lễ tuôn đừng chai. Một ngày sống đừng tính ba tính bảy, tính giác ngộ trong lòng mình đừng cái bề trên. Sống đi con nhé kề bên, có thầy giá hộ rồi tuổi tên về trường. Sống đi trò để đem cái tình thương nhân ấy, đừng có cuộc sống hàng ngày mình bẻ gãy cung đèn.
đi tới đâu mình gặp đạo tràng, mình khinh bỉ, mình nói ta là ngon là tốt. Không được đâu thầy hẹn trò mai mốt, lực vô thường năng cột quá nhớ còn đâu. Giang dòng đeo hỏi mấy sâu, nhà cao cửa rộng nó đâu có còn. Nó xuống biển đó. Đây tới đây giờ non, mình mềm yếu như vậy nè, tất cả bà con đang nhìn. Trong một ngày mình đem lại niềm tin, mình tin trợ Phật rồi mình tin mình làm. Mình tin mình đi, mình lưỡng đàm mọi sự. Mình tin mình đi, mình sẽ tham dự qua đàm. Tin mình đi chánh nghĩa, mình làm không dối trá. Mình giữa cồ đàm Tây Phương Phật. Tin mình đi, mình đâu bẩn vật. Ráng có nghe trò rồi nổi thất bên trong. Tin mình bơ bớ đau đông, dù cho mưa bão gió dòng không màng. Tin đi con, đây là bản dạng cốt nhục. Gặp ở đây rồi đó, mình sẽ chui đục ở bên trong. Gặp bằng trái tim của Phật nè, gặp bằng dòng máu giống dòng nè, gặp bằng không khí chứ đừng gặp trong ngồi dậy đặt. Gặp tư tưởng đi trò rồi Phật thầy dẫn dắt. Chúng con trở về triều không thắt ngạc nghe chưa. Một thầy một đạo sớm trưa, dù cho ma quỷ bãi bừa không xa. Nó cũng báo thầy vậy. Nó quỷ nó ma, nhưng thầy cũng sợ nó chứ. Vì ta còn ở Nam Gia kia kìa, chừng nào có lệnh ta về rút chân khỏi thế thì ta cách chia ma rồi. Thấy chưa đạo, mình tu phải bị nhồi vô kệ. Nó nhồi cho nhiều thì đổ lệ nó mệt thôi, còn ta chịu đựng nó nhồi. Nhồi xong làm bánh, bánh rồi ta cũng dân. Có gì sợ, ráng nghe hiền thần quân tử. Ráng nhớ con chỉ hai chữ mà thôi, từ bi giác đạo con ngồi. Thương cha mến mẹ đừng bỏ rồi không nên. Con đồng bạc đó cũng giúp cho mẹ nữa để chia sớt khi dị trên. Chính tháng mang nặng được kề bên sánh mình. Thấy ông mùa vô lan báo hiếu đó, mình tụng kinh thầy mới đem lời lẽ đó đức tin cho kìa. Thế gian có phá không chìa, giàu mà không đứt được canh phía rủi tàn. Tỉnh đi con, bạc vàng là quý đó. Nhưng mà mình nè, trong người mình là ngọc tỷ triệu ức muôn, đã chìm sâu rồi đó mà mình còn trở lại nơi nguồn. Thương Phật Pháp rồi lễ tuôn mình đám chai. Về cửa kiến đừng nói ba nói bậy, thầy buồn mình như thầy sai ở đâu. Chùa am bế tắc canh thâu, thầy về đóng cửa hơi lâu nghe trò. Nếu con thương thầy chẳng lo chu đáo, về giữ đi hoài bão ở bên trong. Nết giới na thuận vợ yêu chồng, ráng chung thủy để nối dòng dòng thuyền. Thầy nói thiệt ở đây không bao giờ bị chuyện. Nếu con tụng kính ở ngày nào thì có chuyện thầy cho hay. Về đi phía bắc phía tây phía đông cũng vậy, tao mày gặp nhau. Đây rồi sống bủa ba đào, thấy chưa thì kệ bán ở dạm nào kia kìa. Con nghịch thú đó, nó không có cách chia mình xa lắm, nó nuốt hết nghe trò. Mình suy gẫm lại đi, vòng quanh trái đất vậy thì ở đâu cũng lục lục đi cho rồi. Phải lục hết để bẩn tồi trôi ra biển. Lục mau mau có công chuyện cơ trời. Lục mãi hoài đừng phút nào rơi, để gội rửa ngôi trời mới đồi. Thương bần sĩ đó, thương thầy nha, đừng dội. Thẩm thấm di diệu tu hành rồi mới sống nổi quân ba. Thôi rồi thầy thiệt
giáo ra mùa kinh giớ kệ con ta. Đừng nhầm, ráng đi, đừng có sưu tầm đâu nữa hết á. Đức thầy để lại mấy quyển kinh kìa, mình xem không có hết nghe trò, xem rồi bỏ xuống tự do đi, bừa bãi đi đó đời sang trồng. Mình coi cho hết đi. Rồi mình cộng với trừ, mình coi thầy nói ra sao. Thì đâu nói thấp nói cao, thầy thương đồng chúng đồng bào quá sâu. Nghe thầy dạy đôi câu với lộm lặt, đó là con đường thầy dắt trò về. Sự núi nông dạng sự tư bệ, ngày khổ khắc kẻ tề người sơ. Đây về hết này nhớ không? Ở năm phương mình á, ráng chở về để thi, về để trả nợ cho Việt Nam, về để tu đạo hạnh nó làm, nó nối dấu cồ đàm của Phật. Mấy vị thầy của ta đó, thành bậc sau khi hiện tại liên đài trời, rồi chấm bậc ngự tu. Thôi con ráng hỡi công phu, ngồi đâu sửa đó mình tu cho rồi. Sửa cái bẩn, sửa cái tội, sửa cái danh, cái nhục đó, sửa rồi cho xong. Đừng đem tiền bạc mắc công, danh danh lợi lợi nó chìm dưới sông kia kìa. Ta còn sống đó, canh phía ngào ngạt tiếng nói của một người tu hành đó, như tiếng hạt kêu gian. Con ơi ở chốn trần đàn, ráng về cho được niết bàn vô dư. Về cảnh Phật đi con, không có hư không hoại. Con ở nơi phàm này là danh trại chút đi, tạm trú rồi về mà bịa đặt làm chi, gây dữ hận rồi phương phi hùng manh, đánh cho chết với nhau đó, cũng như chim sa gãy cánh. Mổ đi trò rồi biến cánh ly rồi, chim kia bay khúc cung trời. Đừng ca, đừng mổ, đừng mở lời chim thông. Thấy không? Mình nhịn nó cái chứ rồi, có đúng không? Vậy phải không? Tất cả đồng đạo anh em của mình à, thôi bây giờ thì đã trễ đó. Nếu quý vị không trễ thì còn nữa. Thôi thầy xin chúc lành và chúc tất cả các vị tạm ngưng bài Chỉ Sống Một Ngày, còn kết thúc.